Thực hiện kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, quận Bình Thủy đã triển khai nhiều biện pháp. Tuy nhiên, tỷ lệ người tiêm mũi 4 vẫn còn thấp. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu này, ngành y tế quận đang gấp rút vận động người dân trong độ tuổi đến tiêm để nâng cao khả năng miễn dịch cộng đồng. Bằng việc tổ chức gần 100 điểm tiêm tại các trường học và khu dân cư, trạm y tế các phường, đến nay gần 95% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ các liều cơ bản. Trẻ từ 5 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm đạt 82%. Với lượng vaccine được cấp, quận Bình Thủy tập trung tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4. Tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động phụ huynh hiểu biết về cái công tác mà đảm bảo cái lợi ích cho cái vaccine cho trẻ thì trên địa bàn phường thì vừa qua thì đã phối hợp với các trường học trên địa bàn phường là tiêm các cái mũi 1, mũi 2 đồng thời cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tăng cường tuyên truyền trong cái hội viên đoàn viên ở khu vực và tiêm thực hiện cái tiêm tại trạm. Tuy nhiên hiện nay, người tiêm vaccine mũi 4 còn thấp chỉ gần 25%. Nguyên nhân là do tâm lý chủ quan của người dân cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Để nâng cái mũi 4 của đối tượng từ 18 tuổi trở lên thì tiếp tục dự trù vaccine, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ để mà cấp phát vaccine về để triển khai tiêm vaccine cho đối tượng của mình trên địa bàn quận. Tất cả các trạm y tế phường thành lập cái điểm tiêm cố định tại trạm y tế suốt từ thứ 2 cho đến thứ 6 hàng tuần. Đó, thì tất cả những đối tượng nào đến trạm y tế đều có đúng theo cái thời gian quy định của mũi tiêm thì sẽ được tiêm tại trạm y tế. Để thực hiện yêu cầu của Sở Y tế, ngành y tế quận Bình Thủy phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các điểm tiêm tạo thuận lợi cho người dân đến tiêm. Tiếp tục là vận động nhân dân và cũng giải thích cái ý nghĩa những tác dụng của cái ngừa vaccine đối với lại công tác phòng chống dịch kết hợp cùng với cái tổ dân phố rồi các chi hội sẽ đến từng hộ gia đình và cũng tuyên truyền để bảo đảm người dân tham gia với tỷ lệ cao nhất. Trước sự xuất hiện của những biến thể mới và số ca mắc COVID-19 tại một số tỉnh thành trong cả nước gần đây có chiều hướng tăng, thì việc khẩn trương tiêm phòng vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch bệnh có thể lây lan trở lại trong cộng đồng.